Ngày 26 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum đã tiến hành xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Bắc Duong Kon Tum, 28 tuổi, và Nep Vy Lai Phon, 35 tuổi, cùng quốc tịch Lào về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kon Tum, lúc 13 giờ 15 phút ngày 3 tháng 7 năm 2019, tại khu vực cách cột mốc Ba Biên, Việt Nam, Lào, Campuchia, khoảng 500 mét về hướng Việt Nam, thuộc địa phận xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Lực lượng chức năng gồm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum, Đoàn 2, Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam và cơ quan cảnh sát điều tra BC04 Công an tỉnh Kon Tum tiến hành kiểm tra, phát hiện bắt quả tang đối tượng Bắc, tên gọi khác là Bắc Duong Kon Tum, trú tại bản Phu Nhang, huyện Phu Vong, tỉnh Atapu, Lào, và Nep Vy Lai Phon, tên gọi khác là Miệp Vy Lai Phon, trú tại bản Phôn Muồn, huyện Na Sai Thong, thủ đô Viêng Chăn, Lào, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường tang vật là một túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng. Qua giám định, mẫu kết luận là ma túy, loại methamphetamine, nặng gần 2 kg. Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kon Tum kết luận Bắc và Nep Vy Lai Phon là đồng phạm trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, đối tượng Bắc với vai trò là người khởi xướng và đối tượng Nep Vy Lai Phon là người thực hiện hành vi. Căn cứ vào chứng cứ tại hồ sơ cùng quá trình tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum tuyên phạt hai bị cáo Bắc và Nep Vy Lai Phon mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.